Đàng im lặng trong khoảng một nửa giờ. Một thiên thần dâng hương và đọc lời cầu nguyện các thánh trước ngai vàng, nơi có thiên nhan Chúa. Sau đó, thiên thần lấp đầy bình hương bằng lửa rồi ném xuống trái đất gây ra tiếng sấm, chớp và động đất. Thiên thần đầu tiên thổi kèn, mưa đá và lửa trộn lẫn với máu ném xuống trái đất, thiêu cháy 1/3 hệ thực vật bề mặt trái đất. Thiên thần thứ hai thổi kèn, ngọn núi rực lửa ném vào biển cả, và 1/3 biển cả trở thành máu, thiêu hủy 1/3 những gì trong lòng đại dương, gồm cả tàu bè. Thiên thần thứ ba thổi kèn, một ngôi sao lớn cháy như đuốc, ném xuống đất, mọi nguồn nước bị đầu độc khiến nhiều người chết. Thiên thần thứ tư thổi kèn, 1/3 mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao bị tấn công, do đó ánh sáng của chúng giảm đi 1/3. Một con đại bàng kêu lớn tiếng khốn thay. Khốn thay. Cảnh báo ba tai ương tiếp theo. Chương 9 thiên thần thứ năm thổi kèn, xuất hiện những yếu tố gây khổ hình cho những người không được đóng dấu ấn của Thiên Chúa trong vòng 5 tháng. Thiên thần thứ sáu thổi kèn, 4 thiên thần đang bị trói ở sông Euphrates, được thả ra mang theo 200 triệu kỵ binh đi tàn sát 1/3 nhân loại. Chương 11 thiên thần dũng mạnh, đứng một chân trên biển và một chân trên đất liền, giữ một cuốn sách đang mở sẵn. Doan được ra lệnh nuốt cuốn sách nhỏ, và tuyên lời sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ. Chương 11 Doan được đưa cho một cây sậy dùng làm que đo để đo đền thờ của Thiên Chúa, bàn thờ, cùng những người thờ phượng trong đó. Doan thấy dân ngoại trà đạp thành thánh trong 42 tháng. Trong thời gian đó, hai nhân chứng mặc áo vải thô đến tuyên sấm về những tai ương. Một con thú sẽ giết hai người này. Nhân loại trái đất ăn mừng vì họ không còn gây tai ương nữa. Thiên Chúa cho hai nhân chứng trỗi dậy khiến những ai chứng kiến phải khiếp sợ. Trong giờ tiếp theo, một trận động đất lớn xảy ra và giết chết 7.000 người, phá hủy 1/10 thành phố. Thiên thần thứ bảy thổi kèn, trên trời vang tiếng chúc tụng vương quyền của Thiên Chúa. Đền thờ của Thiên Chúa sẽ mở ra trời và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ của Ngài. Ha ha ha, 问什么的说呵